Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải chi tiết từng bước một cho câu này như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ viết nguyên cái cục phương trình này vào máy Casio. Sau đó chúng ta nhấn Shift Show cái cục này, mình chọn số 1 nha. Và chữ Y là mình chọn 1.2, ví dụ vậy. Thì chúng ta ra kết quả của chữ Y. Bây giờ chúng ta thấy rằng lock quá thì khó thay đổi, thì chúng ta sẽ chọn nguyên cái cục phương trình lock này. Chúng ta ra số 1, thì có nghĩa là X cộng Y cộng 1 chia cho 3, X Y bằng 1. Sau đó chúng ta đẩy 3xy này sang bên kia thì chúng ta sẽ có là x cộng y cộng 1 sẽ bằng 1 nhân cho 3xy là 3xy. Bây giờ chúng ta đẩy chữ y sang bên đây. Chúng ta có trừ y, có y làm nhân cho chung. Thì chúng ta sẽ có 3x trừ 1. Sau đó đẩy chia cho 3x trừ 1. Như vậy chúng ta sẽ có y bằng cái cục này. Và bây giờ đề đang đi tìm giá trị nhỏ nhất là cái cục này. Bây giờ chúng ta có x y đúng không? Thì bây giờ chúng ta thấy cục này vào chữ y. Và bây giờ dùng máy tính Casio tiếp. Bây giờ chúng ta nhấn Shift cái cục này. Chúng ta viết nguyên cục phương trình này vào. Sau đó chúng ta nhấn Shift Show cái cục này. Thì nó ra số 1 luôn. Như vậy chúng ta bỏ hết cả số đi. Thì chúng ta có giá trị nhỏ nhất đó chính là số 1. Tuy nhiên đề đang đi tìm 2024x trừ cho 2023y. Thì chúng ta biết rằng x bằng 1, chúng ta thấy số 1 vào đây thì y cũng bằng 1 luôn. Như vậy chúng ta có 2024 trừ 2023 chính là số 1. Như vậy câu A. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.